30 phút chúng tôi đã đến Ba Trái Đào, thì các bạn đã thấy được rằng là một bãi cát xa xa là một trắng tinh dưới là san hô. Và bây giờ bình thường khách du lịch sẽ nhảy xuống tắm, chúng tôi không khuyến khích điều này, và hãy sử dụng chúng ta xem chúng ta sử dụng thuyền đáy kính như thế nào để giúp khách vừa ngắm được san hô nhưng vẫn có thể bảo vệ được hệ sinh thái ven biển ở nơi đây. Mời các bạn xuống thuyền đáy kính, một trong những điều đặc biệt của tour này. Chào các bạn, đây là một trong những khung cảnh rất là trong thật, thú vị chưa kìa. Dưới kia là có rất nhiều các san hô, vỏ ốc. Ôi đẹp chưa? Ôi các bạn nhìn này. Ôi tuyệt vời, ôi tuyệt vời. Bây giờ nước trong vắt luôn này. Hãy mang những thứ gì đến, các bạn sẽ phải mang rác này nha.